Nguyễn Thị Nga, còn gọi là Dân Quan Thúy Nga, là một bà mẹ trẻ có hai con nhỏ 4 tuổi và 6 tuổi. Vì đấu tranh với tệ nạn tham nhũng buôn người dưới chiêu bài xuất khẩu lao động, tham gia biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm biển đảo, chống Formosa quỹ ẩn môi trường, vân vân, chị bị công an Hà Nam bắt giam từ ngày 21 tháng Giêng 2017. Ngày 25 tháng 7 năm 2017, bị đưa ra xét xử tại Tòa án tỉnh Hà Nam với mức án 9 năm tù, 5 năm quản chế. Trước ngày xét xử, Thảo Teresa, một nhà đấu tranh trẻ ở Hà Nội, đã phẫn uất phát biểu. Bởi vì là ngày mai, ngày 25 tháng 7, là cái ngày mà Tòa án dân tỉnh Hà Nam mang Trần Thị Nga ra xét xử. Thì mình muốn nói vài câu với cả mọi người. Họ kết tội Nga vào cái khoản IPC khoản 123 và cái điều khoản 88 của luật hình sự là tuyên truyền chống phá, tuyên truyền chống phá nhà nước. Và mình theo được mình được biết các báo đài hôm nay, tất cả các báo đài chính thống đều đồng loạt đưa tin là đấy là một phiên tòa xét xử công khai. Và bởi vì là phiên tòa xét xử công khai thì là không có lý do gì mà chúng ta là không quan tâm cả. Bởi vì là cứ cho là người dân chúng ta là hiểu biết pháp luật hơi còn hơi kém, thì chúng ta cần phải đến những cái phiên tòa mà họ nói là công khai. Họ nói là công khai, chúng ta cần phải đến xem chúng ta pháp luật cho phép chúng ta làm điều gì, chúng ta có làm điều gì trái pháp luật không. Còn đâu là như những gì tôi được biết về Nga mấy năm qua thì Nga chẳng làm điều gì trái pháp luật hết. Cái việc Nga làm chỉ là lên tiếng tố cáo tham nhũng và tố cáo những quan tham tham nhũng. Nga đi giúp những cái người đi lao động Đài Loan ấy, những người đi lao động Đài Loan về mà bị thiệt thòi rồi là bị cách này cách khác của cái bên đưa người đi và những bên mà nói chung bên Việt Nam bên bảo hiểm ăn chặn tiền. Nga chỉ làm những việc giúp những người như vậy thôi. Tôi thì tôi biết Nga lâu rồi, quả có thể là nó là tri kỷ, nó là người bạn tri kỷ của tôi. Cho nên là tôi tranh thủ tôi chỉ nói 15-20 phút thôi. Một người mẹ có hai con nhỏ, một đứa lên 6, một đứa lên 4. Bốn đứa con trai, hai đứa kia thì lớn rồi, nhưng bây giờ hai thằng Phú thằng Tài đó. Không một cái đất nước nào mà không một cái thể chế nào nó tàn độc, nó dã man đưa một người mẹ mà nuôi hai con nhỏ ra tòa chỉ vì cái tội mà nói lên sự thật, nói lên chống cái bất công, chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống Trung Quốc xâm lược. Và nhất là nó là cái người mà quyết liệt trong vấn đề mà yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam. Đấy là cái điều mà làm cái nhà nước này nó ngứa mắt. Đó. Không cấm cản không cho đi thì nó chỉ viết qua nó những cái tờ giấy mọi người đã biết rồi. Nó viết nó treo ở cửa. Tức là cái Nga nó bị giam lỏng cả năm nay rồi. Mọi người phải biết là Thúy Nga bị giam lỏng cả năm nay ở nhà rồi. Không, hầu như là không được đi ra khỏi nhà mặc dù hai con nhỏ. Tôi đến đấy nhiều lần và cái chuyện mà nó còn nhờ hàng xóm ấy, nhờ hàng xóm đi mua đồ ăn cho con nó. Tức là một cái chế độ phải nói là dã man, một dã man tàn độc không thể tưởng tượng nổi. Một phụ nữ luôn đơn thân nuôi hai con nhỏ vậy mà ngay cả cái đi chợ để mua miếng cơm, mua cái thức ăn miếng cơm cho con nó ăn mà chúng nó không đi chắc. Nó cho 15-20 thằng quân đồ, những hàng rào an ninh để nó chặn cửa không cho mẹ đi. Thì nó chỉ có cách là nó viết những việc biểu ngữ treo cửa nhà nó là Formosa cút khỏi Việt Nam, rồi là Trung Quốc cút khỏi Việt Nam, rồi là Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Những cái biểu ngữ của Thúy Nga là như thế. Đấy, nó khẳng định chủ quyền, nó bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và chống tham nhũng. Nên những cái việc làm nó như vậy mà bây giờ là quy kết nó vào điều 88 là tuyên truyền chống phá. Thế tự hỏi thế nên nhà nước này nó tươi đẹp, nhà nước này nó tử tế. Thì cái Nga tuyên truyền chứ cả 5 cái Nga tuyên truyền không thể nào lai chuyển được, đúng không ạ? Đúng sai nó rõ ràng. Nếu mà cái nhà nước này tốt đẹp, nhà nước này tử tế như những gì chúng nó tuyên truyền, như những gì chúng nó chúng nó lừa bịp để chúng đi ký kết những cái hợp đồng ABC, những cái mà nhận viện trợ quốc tế. Nếu mà nhà nước nó tử tế thì đương nhiên là ai cũng biết rồi, cái Nga có tuyên truyền thế, tuyên truyền nữa không giải quyết được vấn đề gì. Và dân nó sẽ tự biết. Nhưng khốn nạn cái nhà nước này là nước thối nát. Cái những gì cái Nga nói là nhìn đó là sự thật, nói rõ ràng sự thật là như vậy. Thì là chúng nó quy vào cái điều 88.
tuyên truyền chống phá một cái điều luật cực kỳ mơ hồ. Và đấy, như mọi người đã biết là sau những cái trận đòn tàn độc, cái trận đòn mà ngày 21 tháng 5 năm 2014, nó cho 6 thằng côn đồ truy sát Nga, mà tôi đã viết cái status đấy. Nó cầm thanh sắt, nó truy sát bằng được, và nó đánh vỡ làm tư cái xương bánh chè đầu gối của Nga. Tôi là một trong những cái người mà đến đầu tiên để đưa đi cấp cứu. Đấy, tôi nói qua một chút về những cái trận đòn, những cái mà phải nói là những cái đàn áp dã man cực kỳ của cái nhà nước này đối với cả Thúy Nga. Nó dùng tuyếp sắt, nó phang vào đầu khối chân phải của Nga làm, và cái xương bánh chè vỡ làm tư. Khi chúng tôi đưa Nga đi cấp cứu bệnh viện nông nghiệp thì như ảnh tôi đã đăng đấy, thì là nó chỉ nẹp sơ cứu thôi. Và đưa lên Việt Pháp, đưa lên Việt Đức thì chúng nó chần chừ, chúng nó bảo nửa tháng nữa có lịch mổ. Thì mọi người tưởng tượng xem, một cái người mà bầm dập, xương tay nó bị rạn cả cái nửa thân người, tím ngắt, tím bầm dập hết cả. Thế mà nó bảo để Nga là nửa tháng nữa mới đến lịch mổ. Tôi hỏi một cái đất nước nào như thế không? Một cái chế độ nào như thế không? Là bàn tay của an ninh, bàn tay của Bộ Công an can thiệp vào mà để nó chây ý, nó không mổ cho Nga. Thế chúng tôi phải chuyển Nga sang Việt Pháp. Ở Việt Pháp thì là bác sĩ, rất là may là bác sĩ y tá ở đó là biết đến Nga rất là nhiều với hoạt động đấu tranh của Nga. Thành ra là họ đã mổ cấp cứu, mổ cho Nga ngay. Và mọi người thấy là nó phải đi nặng hơn một năm trời. Và mọi người biết là một người phụ nữ phải đi nặng hơn một năm trời. Khi đó thằng Tài có mấy bạn, chưa được 3 tuổi. Thằng Tài hơn 2 tuổi thôi. Mà trong thời gian nó chống nặng hơn một năm trời, nó còn phải ở nhờ tá túc của nhà thờ Thái Hà. Thật sự là chúng ta những người đấu tranh là cũng rất là nên tri ân các cha dòng chủ cụ thế là nhà thờ Thái Hà cũng như ở bên Kỳ Đồng, bởi vì giúp đỡ anh em rất là nhiều. Nga đã ở tá túc, sau khi mổ ở tá túc của tại nhà thờ Thái Hà rất là lâu, vì ở đó thì có bạn bè có thể qua lại tiếp tế đồ ăn cho nó. Và những cái ngày tháng đó là những cái ngày tháng mà thật sự là bản thân tôi không thể quên được. Nó thật sự là đến giờ phút này tôi không biết cảm xúc của tôi phải nói như thế nào nữa, nhưng mà thật sự là tôi rất là xúc động. Tôi thương nó mà tôi không biết làm nào cả. Tôi chỉ nghĩ là tôi có thể làm được những cái gì mà tôi có thể làm một cách tốt nhất, cố gắng nhất, nhất là trong những giờ phút này. Những giờ phút mà ngay cả bây giờ tôi biết là nó rất là kiên cường, nhưng mà tận trong sâu thâm thẳm tâm hồn nó, hai đứa con nó vẫn là cái đứa mà hai cái điều mà nó băn khoăn nhất. Nhưng mà cái con đường nó, cái đường nó chọn, con đường nó đã đi rồi, con đường này gian nan thì nó đã chấp nhận, thì chỉ đến cách đứng bên nhau thôi. Cái giờ phút này là cái giờ phút mà bản thân tôi cũng thấy là rất là cô đơn. Tôi cô đơn bởi vì là cái người bạn tri kỷ, cái người mà luôn bên tôi trong mấy năm qua, vui buồn sướng khổ hai đứa đều tâm sự với nhau hết, mà nó đang ở trong chốn lao tù như này, ngày mai nó ra tòa. Mà đây như tôi đấy, tôi chưa biết là tôi có thể có mặt tại tòa được hay không. Tôi cũng cố gắng hết sức thôi. Và mục đích tôi làm cái live video này, tôi kêu gọi mọi người hãy lên tiếng, ít nhất là những người có lương tri. Bởi vì là những cái việc cái Nga nó làm là vì xã hội, vì cộng đồng. Tất cả những việc nó làm, hy sinh mấy năm qua nó quá đủ. Một người phụ nữ trên yếu tay mềm mà đã từng bị bọn an ninh cộng sản đấm vào mặt, đá vào mặt, máu mồm máu mũi chảy hết. Tôi thật sự là tôi đi với nó rất là nhiều. Và cái lần cuối cùng ấy, cái lần cùng mà hai đứa đi với nhau mà bị đánh, tôi chứng kiến nó bị đánh, bị đổ đi, tôi bất lực. Đó là cái đợt biểu tình cá Formosa đó. Và một điều khốn nạn nhất là đến gần Tết ấy, thì nó bắt Nga đi. Nó thật sự là khi Nga bị bắt là tôi cũng không còn một cái cảm xúc gì, mà tôi không biết là mình phải làm như thế nào. Sau một thời gian trấn tĩnh thì tôi mới quyết định là tôi chỉ làm được những cái gì mà tốt nhất, tôi cố gắng nhất để tôi làm. Tôi cảm nhận là mục đích bây giờ tôi chỉ xin kêu gọi mọi người ủng hộ Nga, ai đến được thì đến. Bởi vì là cái nhà nước này, chúng nó vẫn nói, các báo đảng truyền thông vẫn nói là nó đăng một, nó bảo là xử công khai. Thì thử xem ngày mai cái kiểu công khai của chúng nó là như thế nào. Và những gì tôi được biết hiện tại bây giờ là rất nhiều anh em đã bị canh, bản thân tôi cũng đã bị canh rồi đấy. Tôi nói để vạch cái bộ mặt khốn nạn của chúng nó ra. Bởi vì là mồm chúng nó nói một đằng, chúng nó làm một nẻo.
tất cả những việc chúng làm đều không có thiện chí, ngoài cái việc cái bưng bít thông tin để cho mị dân, để cho những người nào ta không đủ, nó không có thông tin đa chiều, họ không thể biết được. Ngay cả bản thân tôi cũng bị canh, và anh em bị canh rất là nhiều, chặn rất là nhiều, mà trong khi đó chúng nó vẫn nói là tòa xử công khai đấy. Cái điều luật chúng nó đưa ra là điều luật là tuyên truyền chống phá. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là nếu cái nhà nước này tử tế, nhà nước này đàng hoàng thì